Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ lên giao lưu với anh em một chiếc kính cổ Ray-Ban. Chiếc này thì được sản xuất vào thập niên 1960. Một chiếc kính cổ rất là đẹp, bọc vàng toàn thân. Chiếc này thì nó có cái size là 58-14, những mấy anh em mặc vừa và nhỏ. Những cái chỗ đỏ đỏ này là nó đang lên tiết đĩa anh em nhé. Nó đang lên tiết đĩa ở những cái chỗ vết nối rất là đẹp, nên tiết đĩa đỏ lừ luôn. Trước này thì ở trong tình trạng là riêng nguyên bản hết. Trước này thì gọng của nó là gọng càng chun. Anh em đeo những chiếc gọng chun như thế này thì ở trên tai nó rất là chắc chắn, rất khó bị rơi. Cái gọng thông thường kia thì nhiều anh em đeo thì khi cúi mặt xuống là nó sẽ bị, nếu như mà nó lỏng thì nó sẽ bị tuột rơi ra anh em nhé. Và riêng cái càng chun này thì nó rất là chắc chắn luôn, rất là ôm vành tai. Những cái vết ở cái vết mối này là nó đang lên tiết đĩa đó. Mình quay tổng thể như thế này để lát nữa mình sẽ zoom lại cho anh em xem nó rõ hơn. Chiếc này thì tròng mắt của nó là tròng mắt 58. Dòng này thì nó là dòng Ray-Ban 3 cầu. Bọc vàng toàn thân, 1/10 12K GF. Ở chỗ cầu nó có triện 1/10 12K GF ấy. Như này, lấy nét nó hơi kém một chút. Nói chung là chiếc kính này thì nó ở trong tình trạng rất là đẹp, không có cái điểm gì để chê cả. Kính của nó là kính zin anh em nhé. Chiếc này đeo rất là mát mắt. Trong kính là G15 xanh đen. Dòng Ray-Ban gọng chun, dòng 3 cầu. Cái cầu của nó và hai bên ve thì nó, cái nhựa của nó đã lên màu theo thời gian, nhìn rất là hài hòa, đẹp. Đó, ở trên cái cầu của nó anh em nhìn thấy cái dòng chữ BL Ray-Ban USA. Bọc vàng toàn thân 1/10 12K GF. Chiếc này thì được sản xuất vào những năm thập niên 1960. Chiếc này thì chỉ có mỗi kính thôi, không có hộp. Anh em nào giao lưu thì mình sẽ tặng cho anh em một cái hộp bên ngoài, cái bao da bên ngoài để đựng. Trước này mình xin phép giao lưu anh em với giá là 4,8 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì hãy vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0912300067. Đấy cũng là Zalo của mình. Anh em kết bạn với mình để có thể xem là những hình ảnh chi tiết, chi tiết của cái kính này nếu như anh em có nhu cầu. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại ở các clip sau.